vạ phú ông. Xưa ở một ngôi làng nọ, có một lão điền chủ rất bần tiện. Bần tiện đến nỗi cả vợ lão cũng không chịu nổi mà bỏ đi. Những người làm của lão suốt ngày bị lão săm soi, không ít lần bị đổ oan. Hôm qua mình nhớ là có cả thảy 15 miếng, hôm nay ăn hết 8 miếng, mà sao giờ còn có 5 miếng? Thằng ở đâu? Dạ, ông gọi con ạ. Mày làm gì dưới bếp mà lâu thế kia? Dạ, con đang ăn dở bát cơm nguội. Mày ăn cơm với gì? Dạ, con ăn quả cà muối ạ. Ông bị mất 2 miếng giò, có phải mày lấy ăn không? Dạ, dạ, con nào có dám lấy miếng nào. Con thề, con có lấy miếng nào thì trời đánh chết con. Con ruồi qua mặt ông, ông cũng biết là ruồi đực hay ruồi cái. Đừng có hòng mà giấu ông cái gì. Mai đã đến ngày gặt cánh đồng bên làng Đông. Mày nhớ đi ra chợ mua ít thức ăn. Phải thuê đám người làm nên cần chuẩn bị trước. Vâng, để mai con đi chợ sớm. À, để tao đi với mày. Nếu không mày lại quen thói ăn bớt, ai mà biết được. Đúng là vắt cổ chạy ra nước. Mày vừa nói gì? Dạ, dạ, con có nói gì đâu ạ. Ông ơi, mua ít thịt được không? Không được. Tiền đâu mà đãi mồm cá ngảo ấy. Lựa món gì để lâu ngày mà không hư thì mua. Thế thì lựa cá khô ông nhé, có mà để được hàng mấy tháng. Không được, cá khô nhạt thế, bọn nó ăn vẫn tốn lắm. Thôi, ông nghĩ rồi, ông với mày ra mua 2 bao muối, rồi về ướp cá vào đấy, thế là ăn được lâu, cá lại không bị thối ương. Lũ người làm ăn dè thì lâu mới hết. Thế thì mặn chát, ai mà ăn được ông? Gớm, có mà ăn là quý lắm rồi, không ăn thì nhịn, mày có đi mua không thì báo. Bán cho tôi 2 bao muối này. À, vâng, ông cho tôi xin 2 đồng, cộng thêm với 5 hào, để tôi cho người chở hàng về cho ông. Ấy, không cần. Làm gì mà phải tốn đến tận 5 hào, cứ để thằng ở nhà tôi nó mang về nhà cũng được. Nhưng 2 bao muối to thế này, tôi sợ anh ấy không đủ sức vác nổi. Phải đấy thưa ông. Gì chứ, có 2 bao muối, làm gì mà không mang nổi, cứ để nó vác. Mệt, mệt quá ông ơi, nghỉ một chút ông nhé. Mới có chút mà đã mệt, mày đúng là ăn hại quá, chỉ tốn cơm là giỏi. Ôi, ông ơi, đau quá, đốt xương sống của con có khi bị thương mất rồi. Trời ơi, thế thì mày vẫn cố gánh 2 bao muối này về, chứ làm thế nào bây giờ? Ông ơi, thế thì cả xương sống của con gãy mất rồi. Rồi lại phải gọi thầy Lan, có khi tốn đến 10 đồng, xong con lại phải nằm nghỉ đến tháng trời nữa đây. Cái thằng ăn hại, thế làm gì bây giờ với 2 bao muối? Đấy, tốn 5 hào ông không muốn, giờ phải khổ thế này đây, hay là ông chịu khó gánh thai con, chứ giờ giữa đường giữa nẻo thế này. Thằng này láo, mày lại dám bảo ông phải gánh muối hả? Ông ơi, hay là mình đi giấu tạm 2 bao muối dưới đám lau sậy gần mép sông kia, rồi mai mình đến sớm lấy xe bò chở về, chứ giờ trời tối mất rồi. Lỡ người ta thấy lấy mất thì sao? Ông ơi, lo gì, ai mà xuống cái mép sông đầy lau sậy ấy làm gì chứ? Thôi được, ai bảo mày vô dụng không vác được bao muối, giờ thì đành thế thôi. Thế là xong. Thôi về đi. Đi sớm thế này thì cốc sợ đứa nào phát hiện ra bao muối của ông. Thằng kia, sao chẳng thấy đám lau sậy nào nữa cả? Muối của tao đâu? Không xong rồi ông ơi, đêm qua nước nổi lên ngập luôn chỗ ông con mình để muối rồi. Hôm nay là ngày con nước lên mà. Cũng tại mày ngu quá. Mau xuống mò muối lên cho ông. Ông ơi, sâu lắm, con chẳng thấy gì cả.
Ôi, nô ơi, cứu ông! Ông không biết bơi! Ông ơi, chờ con chút, để con tìm muối rồi kéo ông lên sau nhé. Cứu, cứu! Con sang cứu ông ngay vậy. Ông ơi, ông tỉnh chưa? Mình xuống tìm muối tiếp thôi. Tìm cái đầu mày ấy. Mày suýt hại chết ông rồi, mày biết không? Tại ông cứ giục con mò bao muối cho ông đấy chứ. Chả phải vừa rồi con cũng vừa liều mạng cứu ông mà ông nói con thế. Ông ơi, thế có cần mua lại 2 bao muối không? Tao cấm mày từ nay nhắc đến từ muối nữa, biết chưa? Sự tích con cóc. Một mùa xuân lại tới trên thảo nguyên bao la. Một chú cóc đang ngồi trên bãi cỏ tận hưởng không khí trong lành. Chú có một làn da trắng khá nuột nà. Bỗng đâu... Ồ, ai như là thằng cóc. Cóc, mày đang làm gì đấy? Chào anh Hổ, tôi đang hít thở không khí trong lành của mùa xuân. Thời tiết thật đáng yêu. Hãy lắng nghe tiếng chim hót. Nó khiến cho tôi muốn làm một thứ gì đó thật đặc biệt. Ta hiểu, chúng ta hãy làm gì đó đi. Anh có ý kiến gì không? Mày biết không, vào mùa xuân con người thường làm bánh và đi leo núi. Họ ăn bánh và ngắm phong cảnh. À, đúng rồi, ý kiến đó rất hay. Chà, mùi bánh thơm lắm rồi. Chắc là chín rồi đó. Chúng ta chuẩn bị ăn thôi. Thế là đã được ăn bánh rồi. Nhưng mà nếu thế thì ta phải chia bánh cho thằng cốc à. Ta muốn ăn hết cả nồi cơ. Phải có cách gì đó chứ nhỉ. À, nghĩ ra rồi. Cốc này, chúng ta đánh cược đi. Đánh cược thế nào? Một sự đánh cược sẽ khiến mọi việc hay hơn. Người nào thắng sẽ được ăn cả chỗ bánh. Tôi nghĩ chúng ta đã cùng nhau làm bánh thì hãy cùng nhau ăn cho vui. Đâu cần phải đánh cược làm gì. Nhưng ta muốn đánh cược. Mày muốn cãi hả? Vâng, được thôi. Chúng ta sẽ đánh cược thế nào đây? Chúng ta sẽ lăn cái nồi hấp này từ trên đỉnh rồi xuống kia. Người nào đuổi kịp nó thì sẽ ăn được cả nồi bánh, được không? Mình thì làm sao mà chạy nhanh bằng hổ chứ. Thật là một cuộc chơi không công bằng. Đó thật là một ý kiến rất thú vị. Người thắng cuộc sẽ được ăn tất cả chỗ bánh. Tất nhiên rồi, tao bắt đầu đi. Nhưng khoan đã, hãy đi lấy đất sét để gắn chặt nắp nồi lại. Để tôi làm cho. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Anh là chúa Sơn Lâm, đâu thể làm những việc cỏn con này. Mày cũng biết điều đấy. Này thì đất sét này, hà thêm cát thật nhiều vào, phun nào mà chịu được chứ. Sẵn sàng chạy. Tao thắng rồi. Trời ơi, sao không còn một chiếc bánh nào? Bánh có ngon không? Anh ăn hết rồi à? Trong nồi chẳng còn cái bánh nào. Không còn cái nào ư? Chẳng còn cái nào hết. Tôi điên quá đập vỡ cái nồi rồi. Thật là chán. Giá như chúng ta ăn chung từ đầu thì đâu đến nỗi. Nhưng dù sao thì trong khi đi từ trên núi xuống, tôi đã nhặt được một cái bánh này. Chúng ta hãy cùng ăn vậy.
mày dám nghĩ là chúa Sơn Lâm này lại ăn cái bánh rơi vãi sao? Hãy nhìn da của mày kìa. Đó là lý do tại sao lưng cóc lại sần sùi và có những chấm lấm tấm như hạt gạo, còn bụng nó lúc nào cũng căng như cái trống. Nhưng cóc không lấy điều đó làm buồn phiền, nó cho rằng những đốm trắng đó tô điểm cho nó đẹp hơn mà thôi. Công chúa Hồng Hoa. Ngày xưa, tại một vương quốc trù phú nọ, vào một ngày khi nàng công chúa xinh đẹp chào đời. Chúc mừng đức vua và hoàng hậu, công chúa thật xinh đẹp. Con gái, con sinh vào ngày hoa hồng đồng loạt nở rộ, ta sẽ đặt tên con là công chúa Hồng Hoa nha. Thật vinh hạnh cho ta được làm tiên đỡ đầu nàng công chúa xinh đẹp như này. Chắc con không cần gì thêm nữa từ ta, nhưng mà thần dân vương quốc này thì lại rất cần con. Ta sẽ ban cho mái tóc đỏ rực và giọng hát nhiệm màu, rồi một ngày con sẽ cùng chim vàng anh nhỏ sẽ làm nên điều kỳ diệu. Năm tháng trôi đi, công chúa Hồng Hoa trở thành nàng thiếu nữ xinh đẹp với suối tóc miên man đỏ rực. Nàng đặc biệt yêu hoa hồng, loài hoa vua cha đã đặt tên cho nàng. Và như bà tiên đỡ đầu ban phép màu nhiệm, kể từ khi Hồng Hoa có thể cất tiếng hát, một chú chim vàng anh nhỏ đã bay tới bầu bạn cùng nàng. Mỗi tối, cả hai lại cùng thực hiện một điều kỳ diệu. Đến đây nào, hỡi chú chim thân yêu. Chim nhỏ, hãy cùng ta hát ca nào, cùng mang đến cho mọi người những giấc mơ ngọt ngào nha. Điều kỳ diệu ấy là cứ mỗi đêm, khi vàng anh cất tiếng hót, hòa cùng giọng hát nàng, là mọi thần dân vương quốc lại chìm trong những giấc mộng đẹp. Chúc những thần dân yêu quý của ta ngủ ngon. Cảm ơn em đã đến cùng ta giúp thần dân tránh xa những mộng ác. Vàng anh cũng về ngủ đi nha. Con bé đáng ghét, ma thuật của ta sao xâm nhập được vào vương quốc này khi mà bọn dân đen lúc nào cũng ngủ say, tinh thần phấn chấn. Vấn đề là ở phép màu nhiệm mà bà tiên đỡ đầu đã ban cho ngươi. Hãy xem ta đây. Chuyện gì xảy ra thế này? Mái tóc đỏ của ta. Dù có chuyện gì thì ta vẫn phải hát ru. Ngày mai ta sẽ đích thân đi xem liệu có bất trắc gì không. Đêm hôm ấy, thần dân trong vương quốc chỉ mơ toàn những ác mộng khủng khiếp. Trời ơi, mình ơi, em mơ thấy chúng ta bị ngã xuống vực thẳm đó mình. Tôi thì thấy con chúng ta bị bọn sơn tặc bắt đi. Ba mẹ, mày sói hoang đang vây quanh con. Nín đi con, chỉ là con gặp ác mộng thôi mà. Tại sao chúng ta lại cùng gặp những giấc mộng khủng khiếp chứ? Mái tóc đỏ của nàng sao lại trở thành màu đen tuyền thế kia? Vàng anh ơi, ta phải làm sao đây? Đêm qua thần dân đều gặp những ác mộng khủng khiếp. Tóc đen huyền thấm đẫm trong nước hoa hồng. Tóc đen huyền thấm đẫm trong nước hoa hồng ư? Ta sẽ thử ngay. Quả thật lời bằng anh nói đã có tác dụng rồi. Lần này thì để ta xem ngươi sẽ làm như thế nào đây. Trời ơi, lại là màu đen đáng sợ đó. Lần này không chỉ làm biến mất mái tóc đỏ của Hồng Hoa, mụ phù thủy còn để lại lời nguyền làm tuyệt chủng toàn bộ hoa hồng trong vương quốc. Sao bỗng dưng là tôi thấy vương quốc này đáng sợ quá à? Lọn tóc đỏ này chàng chính là cậu bé năm đó. Đêm đầu tiên ta gặp chim vàng anh cũng có chàng ở đó. Chính là ta đây, ta vẫn chưa khi nào quên nàng hết. Kỳ diệu quá, có thể cho tôi một lọn tóc của bạn không? Được thôi, nhưng bạn phải giữ nó suốt đời đó nha.
chim vàng anh đã bay đến tìm ta, kể ta nghe tất cả. Sau cùng chim nói, lọn tóc đỏ thấm trong nước mắt hồng hoa sẽ hồi sinh sự sống hoa hồng. Về phần mụ phù thủy, lời nguyền mụ yểm lên mái tóc hồng hoa cũng như toàn bộ hoa hồng đã quay lại phản mụ. Muôn ngàn sắc đỏ từ hoa hồng làm mụ chói lòa mắt, quay cuồng đầu óc, tan biến trong không gian. Kể từ đó, lời ca tiếng hót của Vàng Anh và Hồng Hoa Công Chúa lại mang về những giấc mơ ngọt ngào cho thần dân. Không lâu sau, đám cưới của Hồng Hoa và chàng hoàng tử Si Tình đã diễn ra long trọng trong sự chúc phúc của muôn dân. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!